sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I won't go down the aisle. She looks so beautiful. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bán thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế
chẳng dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em mời anh dẫn muôn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung. Được sự đồng thuận của hai bên, ông bà, cha mẹ đã đồng ý, nên hỏi nhà trai chúng tôi có mang tới đây một số lễ vật để làm lễ đính hôn cũng như lễ nghinh dâu cho 26 Khoa và Giang. Tình yêu của hai cháu đến ngày hôm nay cũng được sự vun đắp nhiều của ông bà, cha mẹ cũng như các cô chú dì hai bên đã vun đắp cho hai cháu, nên chọn ngày hôm nay là ngày tốt để tổ chức cho hai cháu. Và lời đầu tiên tôi cũng xin thay mặt họ nhà trai gửi đến tất cả đến quý vị họ nhà gái lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương trong tình xui gia thật là đậm thắm. Kính thưa quý vị dòng tộc bên họ nhà gái, không biết rằng vị đại diện có lời nào để phát biểu không ạ? Thì theo như tục lệ người Bắc và kể cả người Nam, thì cái số quà này sẽ do đại diện của cha mẹ hai bên mở quà. Nhưng giờ cái thời đại sửa soạn bước qua 5.0 rồi, thì tôi xin mạn phép để cho hai cháu tự mở được không ạ? Không biết là bà vông bà cụ đây là bà ngoại của cháu đúng không? Với lại ông bà đây có đồng ý hay không ạ? Và có một vấn đề này nữa thì thật sự á, đúng ra nếu trời không mưa thì bây giờ á mới là lúc mà dẫn cô dâu ra. Nhưng mà trời mưa quá, cô dâu cũng không có chỗ đứng. Thì tôi cũng xin phép, tôi là nhà trai, nhưng mà tôi thấy như vậy tôi cũng rất là cảm động. Thì không biết là bác hai với bác ba để thông cảm cho cháu được ạ. Mãi một lời thôi, lời đồng ý để rước em về nhà anh. Mình thương nhau đã lâu rồi, mình yêu nhau cũng lâu rồi, chờ ngày mình thành thân đấy thôi. Tại gian khó em ơi, anh sẽ khiến em được vui, là người hạnh phúc nhất ở trên trần gian. Xin, mẹ cha anh đã thưa rồi, chầu cầu anh. Đầu tiên là khay chầu cau. Chầu cau này là tượng trưng cho sự sắc son chung thủy. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe chuyện về sự tích chầu cau rồi. Để mang đến sự chung thủy, sắc son giữa hai vợ chồng của hai cháu. Khay thứ hai là khay mâm ngũ quả. Để chúng ta biết, tưởng nhớ, tạ ơn trời đất đã ban cho chúng ta
những của ăn rất là quý hiếm này. Thứ tư là khay rượu và chè. Rượu và chè để tỏ lòng sắc son, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, những người đã khuất, để hai cháu lúc nào cũng nhớ rằng hai cháu có ở mặt ở trên đời này đều đã có ông bà, cha mẹ tổ tiên, và đặc biệt không quên những người đã khuất. Thứ tư là khay bánh. Bánh là tỏ lòng hiếu thảo với những ông bà cha mẹ hiện còn sống gần chúng ta. Thì bác cũng nói với hai con rằng đây là những lễ vật mà thể hiện lòng của hai con, cũng như những thành quả sau này trong cuộc sống gia đình của hai con. Không biết rằng những lễ vật này thì bên họ nhà gái có ý kiến gì không ạ? Rồi, xin cho chào vỗ tay. Tôi mạn phép ở đây thì ở trong này thì tôi thấy có một cái kiềng, một nhẫn và một cặp bông tai ha. Xin cho chụp hình trước đi rồi tôi sẽ nói tiếp ạ. Tiền cưới này đó sẽ do bên nhà trai trao cho bà bên nhà gái, trao cái phong bì cưới này, cái tiền cưới này đó cho bà Xui ở bên họ nhà gái nha. Rồi, chụp hình. Rồi, má cháu không có ở đây, ba cháu thì vụng về. Thôi chắc lại phải nhờ chị hai. À, tức là con muốn đeo cho vợ hả? À, rồi, cũng được. Rồi. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Cháu đã xong. Thì cũng xin phép hỏi bà ngoại cũng như là các ông bà bên họ nhà gái á, thì cái phần mà mời rượu thì bên bên quý vị có mời rượu không, để hai cháu mời rượu. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung. Tức là miễn cho hai cháu phải không? Rồi cảm ơn bà ngoại. Thì không biết rằng bên nhà gái có bà ngoại hoặc là mẹ có lời nào để nhắn nhủ cho hai cháu. Thì các cô, các chú, có vị nào lên các cậu rồi có lên nhận cháu. Hai cháu đi lấy chồng rồi, lâu lắm nó mới về thăm bà được. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay
buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh. Bắt đầu từ bây giờ ấy, thì cháu Khoa bên gia đình chúng tôi đã làm rể của quý vị. Thì phong tục tập quán ấy, thì mỗi một nơi một khác. Bên chúng tôi cũng có tập quán riêng, bên quý vị cũng sẽ có tập quán riêng trong lối sống, cuộc sống hàng ngày. Thì chắc chắn rằng bắt đầu từ bây giờ cháu về làm rể, có những ngày lễ, ngày giỗ của bên đại gia đình thì cháu cũng phải về. Thì chắc chắn rằng với cái thủ tục của bên quý vị, cháu sẽ ngỡ ngàng và có thể bị vấp, có thể nó làm không đúng. Thì tôi cũng thay mặt ba của cháu xin cụ cũng như tất cả quý ông bà có gì cũng chỉ bảo cháu thêm để cháu được hoàn thiện, để cháu được trở thành cái người rể thảo. Thì cái quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là chỉ cầu chúc cho hai cháu nó được trọn vẹn hạnh phúc, sống một cuộc đời viên mãn. Chứ chúng ta cũng không cầu kỳ, là cũng nhẹ nhàng cho cháu của cháu Khoa khi về làm rể bên đấy. Thì một lần nữa cũng mong có cháu sau này có sơ xuất gì, mong bà. Và nhân đây lễ đính hôn xong thì sẽ đến cái lễ nghinh dâu. Thì tôi cũng thay mặt họ nhà trai mời cụ cũng tất cả quý ông bà bên gia tộc họ nhà gái cùng với chúng tôi tháp tùng đưa cháu Cẩm Giang về bên nhà chồng, và sau đó mời tất cả quý vị cùng ra Hòa Bình tiệc cưới Hồng Phúc để chúng ta mừng, ăn mừng cho cái ngày hôm nay của hai cháu. Xin cảm ơn quý vị. Giờ nó làm dâu, giờ họ con trai. Thì họ con trai cháu nó cũng nhỏ nhen, nó cũng có cho thích gì cũng nhờ quý cô, quý bác dạy dẹo, dạy giúp đỡ cho cháu, khen thương cho cháu. Bây giờ tôi cũng có gì hơn, nói là nhiều lời giải là được lòng. Sau giờ mời lớn tập hai bên uống nước, chứ hôm nay giờ là chưa uống gì, trời cho hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm.
lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại mình chưa. Tôi cho một tràng pháo tay đi. Hân hoan chào đón tất cả quý vị bên đồng tập hỏi nhà gái đã qua bên tư gia của nhà trai chúng tôi. Thì vừa rồi ra bên nhà gái chúng ta đã làm lễ đính hôn, cũng lễ nghìn dâu cho hai cháu. Thì giờ đây cũng nhà thay mặt nhà trai cảm ơn đến bà ngoại của cháu Giang, tất cả quý ông bà đã đến tháp tùng để đưa cháu của quý vị cũng như là cháu dâu của chúng tôi về tới bên này. Thì không biết là bên đại diện bên đó bà ngoại có lời nào muốn nói không ạ? Nếu không muốn nói, nếu không có lời thì xin phép để tôi làm lễ gia tiên. Tôi cũng xin đại diện bên đàn gái cũng đưa cháu qua đây cũng gửi gắm cho mấy cô, mấy chú, mấy bác. Cháu có sai sót gì nhờ mấy cô mấy chú chỉ dẫn thêm cho cháu sau này cũng như người một nhà cho cháu nó được vui với nó cũng đỡ tuổi gia đình nó đi xa cha xa mẹ thì cũng nhờ mấy bác chú cô thì cũng chỉ dẫn thêm cho cháu. Tổ tiên rồi cũng có cái đấng để chúng ta tôn thờ, thì đặc biệt cái ngày hôm nay là ngày trọng đại của hai cháu, chúng tôi mạn phép để được làm lễ để tôn thờ Thiên Chúa cũng như làm lễ gia tiên trong buổi lễ. Như danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mê thắp u con ngày đêm, nhuộm ân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cao cả. Ngày hôm nay chúng con tập hợp nhau đây để dâng lời kinh tiếng hát cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con có một cuộc sống luôn an vui, hạnh phúc, một cuộc sống đầy những vui vẻ. Dù bên cạnh cũng có những vấp váp quanh cuộc đời, đến trước bàn thờ Chúa, mong Chúa thương ban cho đôi vợ chồng trẻ này luôn được dồi dào sức khỏe, có một cuộc sống thật là mạnh mẽ. Và xin Chúa ban cho họ sẽ có những đứa con thật là khỏe mạnh, để chúng giúp ích cho đời. Xưa kia Chúa đã làm phép lạ, hóa nước ra điều cho tiệc cưới Cana. Ngày hôm nay con xin Chúa Giêsu hãy thương ban cho đôi vợ chồng trẻ này có được tình yêu nồng thắm. Đặc biệt với cô dâu Cẩm Giang hôm nay, con xin Chúa Thánh Thần hãy soi sáng để cháu biết Chúa, tìm đến Chúa và sẽ trở thành đồng đạo với người chồng của mình.
Hầu có một cuộc sống gia đình thật đạo đức, thật là trọn vẹn, và dạy dỗ những người con trở thành con cái Chúa ngoan hiền sau này. Kitô Chúa chúng con. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình yêu Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Trong cánh tay Người hạnh phúc nào hơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ của Thiên Chúa, cũng là mẹ của chúng con. Dù là mẹ của Thiên Chúa, nhưng mẹ có một cuộc sống đã đức tính vâng lời của mẹ trong công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy răng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Sau đây là lễ gia tiên. Mời ông Cường lên đốt ba cây nhang. Hôm nay chúng con dẫn hai cháu Ngọc Khoa và Cẩm Giang đến trước bàn thờ quý ông bà tổ tiên. Mong bà linh thiêng về nhận cháu dâu mới của ông bà. Và quý mong, kính mong quý ông bà tổ tiên cũng phù trợ cho hai cháu, để hai cháu luôn yêu thương nhau, có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, và đặc biệt trở thành những đứa con hiếu thảo, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, cô chú bác, những người còn sống. Xin ông bà về chứng giám cho đôi tân hôn ngày hôm nay. Và thay mặt gia đình, bác hai trong nhà cũng có vài lời để gửi lên quý ông bà tổ tiên. Kính thưa ông bà, cha mẹ, nội ngoại đôi bên, tất cả các tổ tiên, các bậc tiền nhân đã đi trước, hôm nay đứng trước tôn nhàn Thiên Chúa và tổ tiên, anh chị em chúng con quây quần bên đây để dâng lên Chúa và kính báo với ông bà cha mẹ là gia đình chúng ta có một thêm thành viên mới là cháu Cẩm Giang sẽ về làm dâu của gia đình chúng ta. Thì xin bố mẹ, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, tất cả những bậc tiền nhân chúc phúc cho các cháu luôn biết ngoan ngoãn, thương yêu nhau, chịu đựng lẫn nhau, hy sinh vì nhau, và thêm con thêm cái để dưỡng dục các con cái cho tốt, trở thành những người tốt cho xã hội, cho giáo hội và cho gia đình. Và xin thầy mẹ, ông bà chúc phúc cho tất cả các cháu để chúng cháu trở thành những đứa con ngoan hiền, hiếu thảo, đôi bên nội ngoại. Xin bố mẹ cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng con để chúng con biết đoàn kết, thương yêu nhau, để giữ một mái ấm, để noi gia đình thánh gia xưa, biết giữ gìn mái ấm của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin hát bài thứ ba. Con ra đời có mẹ cha,
là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong nuôn lời ca. Xin ơn trên đỏ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim, là nụ hoa bé nhỏ dài khờ, con nhờ mẹ cha nuôi trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển trời ghi khắc trong tim. Đầu tiên thì bây giờ thì ba con không biết có lời nào nói với vợ chồng con mình. Rồi thôi xin mời bác hai lên nhận cháu dâu rồi cũng có đôi lời với hai cháu. Rồi bác hai lên để còn chụp hình nhé. Tôi là chị cả của bố nó. Mà tại vì bố nó nuôi con từ bé rất là cực. Còn giờ bây giờ nó có gia đình thì xin mong hai con hạnh phúc thương yêu nhau, hy sinh vì nhau, chịu đựng vì nhau, để con cái sau này nó có một mái ấm, cũng không phải khổ nữa nhé. Bác chúc hai con hạnh phúc rất nhiều. Xin mời vợ chồng bác Ba Hải ạ. Tiếp đến xin mời cô Dung ạ. Rồi cuối cùng bây giờ cháu Khoa có một em gái à, em gái lên coi gặp chị dâu chúc mừng cho anh chứ. Chúc anh hai chị hai hạnh phúc với nhau. Rồi, dù sao thì cũng là người một nhà. Có một em gái. Tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay đi để chúc mừng cho đoàn thôi. Rồi, nãy bà còn đứng xích qua bên đi. Thôi thì bây giờ bác thay mặt ba con có vài lời nói với hai con. Bác chỉ có ba điểm thôi. Cái điểm thứ nhất là cái điểm nói về các con, hai vợ chồng con á. Các con đừng nghĩ là đời là ngày mai, từ hôm nay đi hai vợ chồng là bước trước mặt toàn là màu hồng. Các con phải lúc nào cũng phải có một thế sẵn sàng. Bởi vì cuộc sống con người ta màu hồng có, màu tím có. Bắt đầu từ bây giờ hai con không còn như ngày trước mà ở có chỉ còn một mẹ, một ma, bà. Tức là con phải coi bà ngoại của vợ, mẹ của vợ, chú cậu cô gì của vợ y như là ruột thịt của mình. Ngược lại con cũng phải coi các bác, các cô, ba con y như bác, ba, cô ruột của mình. Nếu thí dụ Khoa bắt nạt con lúc đó ba chồng con mới bênh con chứ, đúng không? Nhưng con không coi ba chồng con như ba ruột, làm sao ba chồng con bênh con được? Nhưng bác nói giỡn thôi. Thực sự cái công ơn cái người sanh thành ra vợ mình, sanh thành ra chồng mình rất là lớn. Mình muốn giữ được hạnh phúc, mình phải coi trọng chính những người đã sanh thành ra chồng mình hoặc ra vợ mình. Đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba cũng là điểm cuối cùng. Ai cũng chúc các con là trăm năm hạnh phúc.
Nhưng mà bác thì bác nghĩ bác chúc con 68 năm hạnh phúc thôi nha. Được không? 100 tuổi rồi con ạ. Năm nay con 32 tuổi rồi. Bác chúc con 68 năm hạnh phúc là con số. Nếu con cảm thấy mà không 100 tuổi chưa đủ thì bác chúc thêm. À, đủ không? Đủ không? À, đủ 100 tuổi là được rồi ha. Rồi, chúc cho hai con 68 năm hạnh phúc. Và cần nhất phải có cháu nội cho bạn của bác bé nha. Được không? Đó, hai con làm sao sống yêu thương nhau, sanh con cái ra, chăm sóc, đặc biệt nhất là dạy dỗ cho chúng trở thành những người con ngoan hiền như những người khác. Và đặc biệt phải dạy dỗ chúng biết sống làm sao giúp ích cho đời, cho xã hội. Đặc biệt với con, nếu con sớm tìm hiểu về đạo Thiên Chúa để hai vợ chồng cùng đồng đạo với nhau. Người ta nói hai vợ chồng đồng thuận thì tát biển đông cũng cạn. Một nhà mà nếu mà hai người không cùng đồng đạo thì nó cũng có một cái gấp nho nhỏ. À, quý ông bà cho tôi chặt cái tay được không ạ? Cho nó đi. Ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đen về một mình đơn. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Đưa anh đi qua bao đau thương.
nắm tay anh đi cùng anh, nguyện một đời yêu trên con đường ngày mai. Dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng, ngón tay gầy tóc bạc ngầu không bao giờ chia xa. Trên môi ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng, ánh mắt em như xua màn đêm. Vâng, kính thưa quý vị, và sau những giây phút đợi chờ thì giờ đây buổi lễ tân hôn của chú rể Ngọc Khoa sánh duyên cùng cô dâu Cẩm Giang được tổ chức tại nhà hàng Hoa Viên Hồng Phúc xin được phép bắt đầu. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách đang đến tham dự buổi lễ tân hôn của chú rể Ngọc Khoa và cô dâu Cẩm Giang trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Thu Huệ xin được thay lời cho đại diện hai gia đình cùng chú rể và cô dâu xin được gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong số 1.000 thanh âm trong cuộc sống thì âm thanh rực rỡ và kỳ diệu nhất vẫn là sự rung động của con tim yêu thương khi đôi môi cất lên những lời ngọt ngào trong tình yêu. Và ngày hôm nay, tình yêu ấy, hạnh phúc ấy đã mỉm cười với chú rể Ngọc Khoa và cô dâu Cẩm Giang. Và ngay giờ đây, không đợi quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía sảnh chính của nhà hàng Hoa Viên Hồng Phúc và dành những tràng vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón chú rể Ngọc Khoa và cô dâu Cẩm Giang. Chú rể và cô dâu đang cùng nhau tay trong tay bước đi chung những bước đi đầu tiên trên con đường hạnh phúc và vững vàng của mình. Kính thưa quý vị, và giờ đây cho phép chú rể Ngọc Khoa, cô dâu Cẩm Giang xin được gửi đến quý vị lời chào thân ái. Kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu để có được ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay là không thể không nhắc đến những thế hệ đi trước. Với những tình cảm đó, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu vị đại diện của hai gia đình. Về phía đại diện họ nhà trai xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Cường và bà Nguyễn Thị Bích Hiền là ba và bác của chú rể. Về phía đại diện họ nhà gái xin được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Bích Thơm và ông Phan Văn Hùng là ba và chú, là mẹ và chú của cô dâu. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đại diện hai gia đình cùng tiến về sân khấu. Và giờ đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón sự hiện diện của bác tới là bác của chú rể sẽ cùng đồng tiến về phía khu vực sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu giờ đây là nhà gái hân hoan mừng rể mới, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, cha mẹ hai bên sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi xin được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị. Và giờ đây để gửi những lời tri ân sâu sắc của quý vị đã dành những khoảng thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự buổi lễ tân hôn ngày hôm nay,
Sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với đôi lời chia sẻ của bác tới, là bác của chú rể. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa quý cụ, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị đồng hương, đồng nghiệp cùng toàn thể quý khách đang có mặt trong hôm trường hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt hai họ gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, sau một thời gian rất dài, hai cháu Ngọc Khoa và Cẩm Giang đã quen biết, yêu thương và tìm hiểu nhau. Và chắc quý vị cũng biết là trái cây nào cũng sẽ đúng lúc chín. Và tình yêu của hai cháu đã đến ngày chín mùi, nên hai cháu đã quyết định đi đến hôn nhân. Đặc biệt được sự quan tâm và yêu thương của ông bà cha mẹ hai bên đã chấp thuận và chọn ngày hôm nay là ngày tốt để tổ chức cho hai cháu buổi lễ thành hôn hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày trọng đại của hai cháu Ngọc Khoa và Cẩm Giang, và cũng là ngày đại hỷ cho hai họ của chúng tôi. Niềm vui này rất là lớn, nhưng có được vui vẻ trọn vẹn hay không hoàn toàn nhờ vào những tấm lòng yêu thương và quan tâm của tất cả quý khách đang có mặt trong hôn trường hôm nay. Quý vị đã yêu thương, không quản ngại đường xá xa xôi, không tiếc thời giờ vàng ngọc, kể cả mưa gió trong những ngày bão, để đến đây chung vui cùng hai họ chúng tôi, cũng như gửi những lời chúc mừng rất tốt đẹp đến đôi tân nương và tân lang ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với tấm lòng rộng mở của quý vị đối với hai họ chúng tôi, đặc biệt là đối với ông Cường là chủ hôn của bữa tiệc ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho hai họ nói chung và ông Cường nói riêng gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất của hai họ chúng tôi cũng như của ông Cường đến với tất cả quý vị. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến hoa viên tiệc cưới Hồng Phúc, ban nhạc, MC cùng tất cả những nhân viên đang phục vụ trong tiệc cưới hôm nay, lời cảm ơn chân thành nhất của hai họ chúng tôi. Sau cùng, tôi xin chúc cho tất cả quý vị thưởng thức được một bữa ăn thật ngon miệng, thật vui tươi, và chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần thật an vui và thật hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ chân tình và rất đầy ý nghĩa của bác tới rất là nhiều. Và đây giờ đây xin mời bác sẽ cùng trở về ghế ngồi vinh dự và an tọa. Giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng bước vào không gian lãng mạn của chú rể và cô dâu qua nghi thức cắt bánh tình yêu. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng tiến đến phía khu vực thắp bánh. Bánh này bánh nghĩa, bánh tình, tấm lòng son sắt của mình với ta. Bánh này xin được cắt ra sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Ngày hôm nay cho anh được nói một đời thương em, một đời. Kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu đang cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, đầu tựa vào nhau rót đầy những ly rượu hạnh phúc cho tháp ly tình yêu, điểm đến của một tình yêu đẹp. Đó là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim đang hòa chung một nhịp, và đôi trái tim ấy sẽ nguyện cùng nhau như chim liền cánh, như cây liền cành. Một đời đi qua cô
Đầu tiên xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng dâng rượu cho đại diện họ nhà trai. Tiếp theo xin mời chú rể và cô dâu cùng dâng rượu cho đại diện họ nhà gái. Và giờ đây xin mời chú rể sẽ cùng quay trở lại bên cạnh cô dâu xinh đẹp để cùng đến với nghi thức uống rượu giao bôi. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Nào, 1, 2, 3. Thay mặt cho nhà hàng Hoa Viên Hồng Phúc gửi lời cảm ơn chân thành đến đại diện hai gia đình cũng như chú rể và cô dâu đã tin tưởng và lựa chọn nơi đây để tổ chức ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại của gia đình mình. Và giờ đây một lần nữa cho phép gia đình chúng tôi xin được cúi đầu chào và cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách. Xin cảm ơn, giờ đây xin mời gia đình sẽ cùng rời sân khấu và cùng trở về bàn tiệc an tọa. Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu, dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đang say, chỉ là gian đêm thôi như hình hài anh nốt nay. Anh vẫn
chiều dần anh đón đưa ngày mưa anh chờ. Từng ngày em quá dặn người lòng yêu thêm cuồng đời. Qua rồi ngày dài lang thang cô đơn lạc lối. Giờ này là phút giây tình anh dâng đầy. Em có đồng ý về một nhà cùng anh? Hãy cho anh nụ cười để giấc mơ anh mơ nay không còn xa xôi. Xa xôi em ơi, anh đã mơ được kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này. Những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mái ấm ngay có em và bay che ta. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhớ nói lời hẹn nước bên nhau trọn đời. Một nhà cùng anh, hãy cho anh nụ cười để giấc mơ anh mơ nay không còn xa xôi. Xa xôi em ơi, anh đã mơ được kề bên nâng niu em suốt cuộc đời này. Những lúc em níu anh sẽ luôn luôn ở đây. Anh mơ về một mái ấm nơi có em và bay che thơ. Ngoài kia giông tố chỉ cần em hãy ôm anh chặt thôi. Anh sẽ là của riêng em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ chia để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nước bên nhau trọn đời. Của riêng em thôi suốt cuộc đời còn lại. Ước muốn được dẫn em đi muôn nơi cùng anh. Cho anh là bờ vai sẽ che để nhường tựa những tháng năm. Kề bên anh nhé nói lời hẹn nước bên nhau trọn đời. Nói một điều lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi. Sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say.